Hôm nay lên cho cả nhà một Yamaha Bass City. Đây là dòng Bass City C. Đây là một dòng rất là cao cấp của nhà Yamaha hả cả nhà. À, đây là một con mini velo trợ lực mới 100%. À, mình xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật về. Thì đây là con xe bánh 20 inch đó cả nhà. À, nhưng mà nó không có gấp nha. Nó chỉ là bánh mini velo thôi. Thì đây là một thiết kế để dành cho những khách hàng nào thích đi những con xe nhỏ gọn và nhà ở thành phố nè, hoặc là thích đi du lịch thì mình có thể mang xe theo. À, đây là một cái rất là hay ha cả nhà. Và đây là một con xe đạp trợ lực, khi mà chúng ta sử dụng pin thì chúng ta mở lên nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không cần thiết phải sử dụng trợ lực thì chúng ta sẽ đi giống như một con xe đạp bình thường, thì cũng giống như là mình chở thêm 5-6 kg gì đó, tại vì viên pin với cái máy ha cả nhà. Đó. Rồi, ok, để đi vô chi tiết cho cả nhà cùng theo dõi một con xe trợ lực Yamaha Bass City C. Những con xe trợ lực như thế này thì trước giờ mình có rất là nhiều ha cả nhà, nhưng mà cái dòng Bass City C này là đây là con đầu tiên. Và đây là con xe mình xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật về mới 100% ha cả nhà. Đây. Đây cả nhà, nói chung là ráp lên thôi, chưa có tháo găng ti gì hết. Và đây là một số cái giấy tờ của chiếc xe này. Đây. Chiếc xe này thì mua và đã đăng ký phòng chống tội phạm và giấy tờ đồ này kia là đầy đủ hết hai cả nhà. Đây. Đó. Mua hoàn toàn mới. Thì khi mà khách mà mua xe thì mấy cái giấy tờ mình sẽ gửi kèm theo hết hai cả nhà. Đây. Yamaha nè, Bass City C nè cả nhà. Đó. Trên hình sao thì nó ở ngoài nó y chang vậy nè. À, màu xe thì con xe này đây là một con xe màu xám xi măng hay cả nhà, màu xanh xi măng chứ không phải là màu xám nha. Đó. Xanh xi măng, cái màu ở ngoài có thể là chúng ta sẽ thấy nó sẽ đậm hơn cái màu này một chút xíu. À, con này thì sử dụng sườn nhôm hay cả nhà, sườn nhôm và bánh 20 inch. À, đùm số thì con này nó sử dụng đùm số trong 3 cấp số, giống như mình đã chia sẻ thì đây là những con xe mà nó cũng gọi là tiện ích rất là cao và hiệu suất cũng cao ha cả nhà. Vì tùy chọn viên pin này đã lên đến khoảng 12,3 ampere. 12,3 ampere này nếu như mà theo như mình biết á nha, nếu mà sạc đầy thì con xe này đi có thể lên đến từ 60 đến 70 km. Thì tí xíu để mình vô xem chi tiết, tại vì mình cũng chưa có xem nữa, con xe này cũng về chung đợt với mấy cái con xe mà 1-2 ngày nay mình có đăng đó, rất là đẹp ha. Đợt này thì về toàn là xe tiễn thôi, con này thì mới 100% nha cả nhà. Đây thì giống như mình giới thiệu thì nó chỉ mới có được mua thôi chứ chưa được chạy nha. Sử dụng đùm số trong là 3 cấp số Shimano Nexus, giống như những con xe mà mình đang bán ở kênh của mình đó. Đây Shimano Nexus ha, chạy là chạy dây sên nè. À, mọi người lưu ý nha, những cái con xe này mình có nhắc rất là nhiều, ví dụ như khách hàng nào ở khu vực mà thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội và vào mùa mưa nó hay ngập á, thì chúng ta đi không phải là riêng vì chiếc xe này và những cái chiếc xe khác cũng vậy, thì chúng ta lưu ý ha, cái việc mà để nước vào cái đùm đạn này nè đó, thì nó sẽ gây ra tình trạng là khô ha, nó khô mỡ bò thì nó sẽ bị bể đạn á, cho nên khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta để ý, ví dụ như nước mà nó đã ngập đến rồi thì đừng nên chạy. Không riêng vì cái dòng xe này nha cả nhà, xe nào cũng vậy hết. Khi mà nó khô lại, nó khô mỡ bò ngay sang chỗ này ha, thì nó sẽ làm cho bể mấy cái đạn bi hết trơn luôn. Đó. Cho nên là chúng ta lưu ý về cái việc sử dụng. Rồi riêng vì cái xe trợ lực này thì khi mà rửa chúng ta để pin như vậy cũng được. Hoặc là chúng ta tháo cũng được ha. Nhưng mà phải thỏa một điều kiện, đó chính là nó khô rồi chúng ta hãy để vào. Tuy là nó sẽ không hư gì hết, không hư không gì hết hai cả nhà. Nhưng mà có điều cái là nó sẽ bị lỗi. Bị lỗi là nó sẽ không có hiển thị và nó không có ăn á, thì nó không có chạy được. Thì mình nhắc cho cả nhà để cho ví dụ như khi mà chúng ta cần thiết đi công việc gấp mà nó bị lỗi như thế thì chúng ta phải xử lý cho nó khô thì mới đi được ha. À, cái máy thì đặt chính giữa này, còn đường điện thì nó sẽ nằm ở trong đây ha cả nhà. Nói chung là xe khách nào mà mua về thì mình khám phá bên trong. À, thêm một cái nữa mình muốn chia sẻ là những con xe này là những con xe tương tự giống như những con xe bánh lớn ha cả nhà. À, về công năng sử dụng rồi nó như một con xe bánh lớn, nhưng mà nó thiết kế nhỏ lại là để cho khách hàng nào thích chơi một con xe vừa và giống như đầu video mình giới thiệu ha, là tức nghĩa là mình đi chợ du lịch nè. À, hoặc là nhà của mình có diện tích nhỏ rồi đó, mình thích mình đổi sang đi những con xe nhỏ này, nó gọn gàng nó nhẹ nhàng ha cả nhà.
Thì con xe này giống như mình nói giới thiệu á, cần thì xài cho lực, không cần thì đạp giống như một con xe đạp bình thường. Sườn xe là sườn nhôm hết cả nhà, niền nhôm nè, câm là inox nè. Nói chung là ngoài cái cây sườn ra thì cái chắn bùn này nó sẽ là bằng mũ dẻo. Đó, hai cái chắn bùn trước sau là mũ dẻo của Yamaha luôn. Thì ưu điểm của cái này đó chính là khi mà chúng ta có va chạm hoặc là ngã đổ gì đó thì nó sẽ không có để lại những cái vết hằn ha. Tại vì mũ dẻo này thì nó rất là tốt. Những con xe cho anh bét nè, mấy con xe cào cào mình bán đó, nó xài cái này rất là ngon. Còn ưu điểm của những cái đồ inox á, thì nó sẽ sáng đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta có va chạm thì nó để lại dấu tích nha. Đây, chìa khóa zin nè, sạc nè, chưa có mở nè ha cả nhà. À, rất là đẹp. Con xe này thì mình đang kêu bán với giá là 28 triệu 500 ngàn nha cả nhà. Đây là một con xe xách tay trực tiếp về từ Nhật về, mới chưa sử dụng ha. Cái này mình mới ráp lên thôi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái dáng xe. Dáng xe này thì là hầu hết tất cả các chiều cao đều đi được từ 1m5 cho đến 1m75 ha cả nhà. À, tại vì nó là mini velo cho nên rất là dễ đi. Mình mua con xe mà có thể trong gia đình mình ai cũng có thể đi được hết. Con xe này là thiết kế chung cho nam và nữ luôn ha. Có thể gọi là dáng unisex á. Hắn trước là hắn ngàm, hắn sau là hắn bi ha cả nhà. Đèn trước á, thì nó sẽ để ở dưới cái sàn nước giống y chang như thiết kế nè, cả nhà thấy không? Vì con xe này là mua trên hình nè cả nhà, nó như thế nào là ở ngoài mình ráp lên y chang vậy. Sàn nước này là cũng của nhà sản xuất luôn chứ không phải là mua riêng ha. Cái sàn nước này chúng ta có thể là mua thêm một cái rổ chúng ta gắn cũng được, tùy mình thích như thế nào ha. Còn cái này là mới ở trong thùng mình ráp lên thì nó y chang như vậy. Đây, đó, mới 100% ha cả nhà. Ở đây thì nó sẽ có cái cổ lắc. Tức là khi mà chúng ta cần á, thì chúng ta sẽ khóa lại. À, khi mà chúng ta khóa lại rồi thì mình để đồ ở trên đây nó nặng á, nó không có bị lật qua lật lại thì nó sẽ ngã ha. Cái này rất là hay nè cả nhà. Mình rất là thích chiếc xe nào mà nó có thiết kế của cái cổ lắc này. Đây, Yamaha Bass City, dòng này là dòng C. Đây, đùm Shimano Nexus 3 tốc độ. Rồi, quay lại phần màn hình tí xíu ha cả nhà. Trên màn hình này nó sẽ hiển thị đầy đủ thông tin hết. Khi mà chúng ta bật lên thì nó có giờ nè, rồi đèn nè, cái nút select, tức là cái nút mà tùy chọn để xem cái chế độ nào á. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại ha, đây là mình đi ở cái chế độ Eco nè, thì nó sẽ còn 20 km. Cái này thì nó có cái đồng hồ đo tốc độ luôn, km trên giờ mình đi được á. À, 30% pin ha cả nhà. Vậy là 30% mà mình đi được 20 km, vậy là 100%. Vậy là chiếc xe này nếu mà chúng ta sạc đầy cái viên pin này thì chúng ta sẽ đi được khoảng 70 km nha cả nhà. Rất là khủng. Thường thì những con xe này á, nếu mà chúng ta đi cái viên pin á, thì tầm khoảng pin 8 nó đã rất là chuẩn rồi. Đây. À, ganti pin thì mình chưa có tháo ha. Thì khi nào về thì khách xài thì khách tháo ra thì mình ráp lên thôi. Giấy tờ đồ này kia và pin đồ và sạc đồ thì mình để y rang gì cho khách ha. Khi nào mà khách nào chốt thì mình sẽ đóng thùng mình gửi chung hết cho cả nhà. À, điều lưu ý đây là sạc điện 100 nha cả nhà, 100 110 của Nhật nha, không có độ chế gì hết. Thì khi mà chúng ta cần xài thì chúng ta phải có một cái ổn áp hoặc là một cái biến áp ha. Nếu mà nhà nào không có thì chúng ta phải mắc đầu tư mua thêm. Đó, này là sạc điện 100 nha cả nhà. Còn này nếu mà chúng ta ghim 220 là cháy liền ha, cháy liền. À, đây lốc máy Yamaha, xe Yamaha thì lốc máy Yamaha ha cả nhà. Đây, Shimano Nexus 3 số. Về chất lượng xe thì con này là xe mới cho nên là chúng ta không có bàn cãi gì về chất lượng hết. Còn ở đây là hệ thống tăng đưa yên nè, lên xuống nè. Đó, thì chiều cao của mình tới đâu thì mình tăng đưa tới đó. Và cái bông tăng này cũng vậy luôn. Ví dụ như chúng ta muốn chỉnh á, thì chúng ta chỉ cần lấy cái lục giác chúng ta tháo ra ha. Gạt ở đây là ok. Ở đây là cái cảm biến này, cái sensor đo tốc độ ở cả nhà. Nó nằm ở đây cho nên là chúng ta sẽ đi bao nhiêu km trên giờ thì nó hiển thị trên mặt đồng hồ á. Rất là hay ha. Thì nói chung là xe nào cũng có, trợ lực là có.
Viên pin thì mình nói rồi, đây là một con viên pin 12.3, là viên pin cũng rất là khủng rồi. Tại vì pin 8 là đi là nó cũng vừa rồi. Ví dụ như pin 8 thì mình đi có thể là trên dưới 40 km rồi. Thì viên pin càng cao thì chúng ta sẽ đi được càng xa, nhưng ngược lại thì chúng ta phải mất thời gian sạc nó lâu. Ví dụ như viên pin kia thì sạc tầm 2 đến 3 tiếng là đầy, thì viên pin này có thể là từ 4 đến 5 tiếng ha cả nhà. Thì cái nào nó cũng phải có cái giá của nó. Nhưng mà cái viên pin này nó rất là mắc tiền ha cả nhà. Ví dụ như cái 12.3 này chúng ta có thể mua ở tại Nhật với giá là tầm khoảng 7-8 triệu gì đó, chứ không phải là ít đâu nha cả nhà. Đây là mình chỉ nói viên pin thôi, còn cục sạc này là chưa tính nha. Đây là đồ mới. Còn về đồ bãi thì những con xe đời cao này nó cũng rất là mắc tiền rồi. Ví dụ như nếu như mà lọt ở bãi về những con này thì tầm khoảng ít gì cũng phải là từ mười mấy triệu ha cả nhà. Nếu mà xe còn đẹp nha, còn cái này mới 100% thì mình không nói rồi. Con xe này mình kêu bán với giá là 28.500, hồi nãy mình có chia sẻ rồi ha cả nhà, 28.500, rất là đẹp, mới hết thì không có gì phải bàn cãi cả, chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng công năng thôi ha. Và thêm một cái nữa là mình mới chia sẻ lúc nãy, thì đây là một con xe mà chúng ta muốn đi trợ lực thì chúng ta bật màn hình lên đi, bật công tắc lên đi, còn nếu mà không muốn thì chúng ta sẽ đi giống như một con xe đạp bình thường. Và chở thêm khoảng 6-7 kg gì đó là cái lốc máy và nguyên pin thôi. Đó. Cho nên nó sử dụng công năng là 2-1 ha cả nhà. Và mini velo này thì nó sẽ không chiếm diện tích nhiều ha. Ví dụ như gia đình của mình ở chợ hoặc là những cái mặt tiền mà có diện tích nhỏ đó, thì xài những con xe này nó sẽ rất là hay. Và một điều nữa muốn chia sẻ với cả nhà, không phải là những con xe này để cho con nít đi đâu nha, người lớn đi bình thường ha cả nhà. Ở Nhật thì họ đi những con xe mini velo này nó còn nhiều hơn những con xe bánh lớn, tại vì nó tiện ích nó rất là cao. Ví dụ như chúng ta muốn lên tàu nè, hoặc là vào công ty những cái thang máy đồ này kia, có thể là chạy đến nơi luôn cũng được á, chứ không phải là không được đâu nha. Đó, rất là hay. Cái này là mình chia sẻ theo cái hiểu biết của mình ha, chứ không phải là đây. Đó. Thì so với chiếc xe lớn nè, chiếc này hôm qua mình có lên nè cả nhà. Đó. Thì nó chỉ bằng phân nửa thôi. Đó. Cho nên là rất là tiện ha. Rồi, một con Yamaha Bass CT C 3 tốc độ, pin 12.3, mới 100% chưa sử dụng. Thì con xe này mình bán là 28.500. Khách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 0898831234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.